thứ cần có mỗi ngày. Luôn rửa tay để tránh cô lây lan. Người dân nhờ cô mà thêm quyết tâm, tăng cường sức khỏe và vững tinh thần. Một lời nhắn thiết tha, mong bà con đừng lá cà. Xin hãy ngồi yên để tránh lây nhiễm nhiều thêm. Bộ y tế báo đài nhắc nhở không bỏ sót ai. Covid mọi nơi nhưng sẽ sớm thôi. Việt Nam tiễn cô về